một. Mà hai ở đâu? Ô dâu thành đầy. Having strong family tie is a common personality ở Việt Nam. Because they often live in extended. Ok, kiểu thành because này. Câu 2. When visiting Asian country, it's very gì đấy to see people running a red light at intersection into the exit. Em chuyển thành gì? Astounding đúng không? Chuẩn rồi. Nó gọi là astounding chuẩn đấy. Nào tiếp là câu số 3. Đúng rồi, very tính từ đúng không em? Sau to be đúng không? Nó phải là đuôi ive. Phải là đuôi ive này. Tiếp câu số 4. Phải what why? What the? Đúng không? What the không? What the place đúng chưa? Chưa, what why là kiểu ấy, không phải what why. Câu số 5. Đúng rồi, sai nghĩa. 6. Mốt thôi đúng chưa? Chuẩn. 7. Sáng. Ize đúng rồi, đuôi của gì ấy? Động từ đúng không em? Đuôi ATM và đuôi Ize đúng không? Chưa chuẩn rồi đấy. Chính xác câu số 8. Chuẩn rồi, vì đó là gì đây? Vật đúng không? Ấn tính in đúng không? Nào với câu số 9. Ồ, đúng rồi, nó này là original chuẩn rồi đấy. Nó lúc câu số 10. Chính xác, chuẩn rồi. Không có gì phải sửa mấy em. Nào tiếp nào. Số mấy nhà là trang tiếp theo có bài là chưa giữa. Tiếp tục đi trang 3 xong rồi nhá. 23 xong rồi nhá, có nhà không nợ đàn nào nhá. Được chưa? Nào. Nào câu số 1. Một là C, ok. F bị soi đúng không? Là 2. Hả? Rồi, commuting này em hiểu nghĩa là nghĩa di chuyển, ok không? Ok không? Câu số 3. Major mean trên mod ok. 4. Ok, và 5. Ê, chuẩn rồi. Ok. Các này hết rồi đúng không? Là trang 5. Anh chưa chữa bài nào? Hả? 11 anh chữa chưa? Rồi, ok. Nào, 10. 10 đáp án nào? 10 C. Câu 2. 2D chuẩn 3. 4. 4B đúng rồi, chính xác. Đổi lại đúng không? Không tham gia get round. 5. E. Sáu. H. Bảy. Bảy. F. Tám. Tám. Y. Chín. Ok. Chuẩn. Chuẩn nhé. Chuẩn đấy. Ok. X nó diễn biết rồi đúng không? 13 nào. Ok. Death penalty là gì em? Tử hình. Biết rồi đấy chưa? Biết rồi đúng không? Punishment này ok. Tiếp nào. Crime tội phạm, tội ác tội phạm đúng không? Standard audience with a outstanding ok. 3. Cái mình thêm mét không? Có 4. Thì xác valuable 5. Launch chuẩn 6. Sau đó là gì? B games ok chính xác rồi 7. B ok what recognize đúng không 8. Đúng rồi ok 8A. The whole dynasty had a palace area with marble road that connect each palace. Ok 10 và 9 chứ. Put under the state, ok. Và 10. The of church
Thánh địa Mỹ Sơn đúng không? Cái này không? Thì câu này như có một cái câu hơi bị nhầm. Xem là à, trong này có câu có làm chưa làm không? Nào xem làm luôn đi. Bây giờ chắc trong này anh muốn chữa cho em câu số 11. À 11 chưa nhá. Anh muốn chữa cho em 12. Làm luôn cho em 12. Luôn bây giờ luôn. Ừ. Chưa xong coi như là xong trang này luôn. Tower Temple, Thánh địa Mỹ Sơn đúng không em? Thánh địa Mỹ Sơn thì nó sẽ không gọi là church vì church là nhà thờ đúng không? Nên theo em gọi sao sẽ phải là B 10B nhá. Và 10 là câu 8 không phải là aerial đây, nó là complex em ạ, phức hợp đúng không? Một cái đá marble ở mỗi nơi, ok chưa? Nhá. À, bây giờ bài tiếp theo là quả số 1 là câu 1. No đúng không? 2. Respectful tiếp đi. 3. Native Henry. Nào. Tốt. Đúng rồi. Ơ à, từ đâu? Khác nhau đây nhá. Nào, cái khác nhau imaginary và imaginative là gì? Cái này thực ra thì cái này nó sẽ rất là sẽ rất ít 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 ở đó ít khác khác biệt. Nào, imaginary là gì em? Hả? Đầu tiên hai này đều tính từ đúng không? Được chưa? Imagine đầu tiên là nó có nhiều cái, chung quy là imaginary thì mình nghĩ là tưởng tượng, tức là thằng này ý là mình nói rằng là cái thằng này nó không thực tế đúng chưa, ok không? Còn cái tiếp theo là imaginative thì mình hiểu sẽ là thằng này cũng là có trí tưởng tượng thôi, nhưng mà nó sẽ thường như kiểu là nó mới mẻ, em hiểu anh nói không, đúng chưa? Thì thằng này câu này ý là muốn nói thằng này là thằng kiểu thằng này theo thằng kiểu thằng này vớ vẩn, hay ý thằng này là kiểu thằng này sáng tạo đúng không? Nó phải là native đúng không, ok không? Có phải đuổi đuổi e thành là đuổi native, ok không em? Ok không, nhớ nhá. Thì cái tâm có cái câu là những cái bạn tưởng tượng biết không? Hả? Những cái bạn tưởng tượng vào tôi đấy. Đấy thì chưa thì nó sẽ là imaginary friend đúng chưa? Còn khi mà nói là thằng này ý là thằng này là thằng này có mơ mộng đấy, nhưng mà nó cũng sáng tạo, bản thân nó rất là sáng tạo đúng không? Nó sẽ imaginative. Nào tiếp nào. I'm trying to finish my gì đấy research his gì. Nào, đây lại tiếp history à.
Thật không? Hả? Nào anh hỏi là nào? Hai có hai tính từ đúng không? Là historic và historical đúng không? Biết hai thứ này không? Ghi nốt vào cho anh chưa? Tôi ghi imaginary và native chưa? Ghi đi. Nào. Imaginary là người tưởng tượng đúng không? Tức là kiểu nó sẽ nghĩa phủ định đúng không? Đúng không? Còn native nó sẽ là kiểu như là kiểu sáng tạo đúng không em? Được chưa? Nào. Thế historic và historical ghi cho anh đi. Ghi chữ hai chữ cho anh đã. Được chưa? Nào. Historic. Anh sẽ nói là historic monument. Được chưa? Và anh sẽ nói historical event. Thế tại sao lại khác nhau điểm điểm đấy? Hả? Biết không? Historical monument tức là cùng nó với lịch sử đúng không? Những cái nào mà có sự quan trọng có dấu ấn thì anh dùng historical, ok không em? Ấy anh dùng historic, anh nhầm. X, ok không? Ok không? Còn nếu mà nó chỉ là liên quan đến lịch sử thôi đúng không? Thì anh sẽ dùng từ historical được chưa? Hiểu vấn đề không? Ra đi thi nói thật đấy. Nếu mà có nâng cao lắm trên đời đấy, cũng chỉ nói thật. Cũng có hai câu này em nói thật, chỉ hai câu này thôi, được chưa? Nó quá rồi. Thì câu này nó sẽ phải là cổ đúng không? Ok không? Được chưa? Mà không phải history đúng không? Tiếp là câu tiếp theo là câu số 5. Chỉ cổ rồi y dài thì ngắn thêm y cổ đúng chưa? Và cuối cùng là câu 6. Cái gì? À, privacy à? Không phải. Những cái short temper celebrity, tức là những cái người mà kiểu như là ít chịu đựng được ấy, tức là những người mà kiểu như là thần kinh chịu đựng kém thì thường rất là điên đầu trước những bọn nhà báo đúng không? Những người mà violating, em hiểu là vi phạm cái gì gì đấy của người ta, cách chụp ảnh mặt người ta, vi phạm cái gì? Privacy, đúng rồi. Đúng không? Có nghĩa là quyền riêng tư, ok không? Được chưa? Closer gì nhỉ? We would like to see closer. Closer đây là kiểu gần gũi hơn đúng không? Thì bản thân từ closer nó là cái gì? Bản thân từ closer là gì? Nó là gần. Gần thì nó là loại từ gì? Tính từ, vậy sao đây phải được một? Đúng, nó phải là cooperation. Hiểu chưa? Hiểu không? Đúng không đây? Nào ok chưa? Thì xong từ này nhá. Hôm nay có nợ lần nào? Nợ chắc nợ cái thần Fraser. Anh chưa đọc hết thần Fraser chưa nhỉ? Chưa đọc đúng không? Hôm nay đọc hết thần Fraser đây. Em đọc hết bằng một từ thôi nhỉ? Đúng không? Nhìn tiếp cho anh nào. Sang số 14, có bắt anh có bắt về làm không? Bài 14. À, 14 làm chưa? Ý hệt à? Ui nhờ. Ui nhờ. Chữ rồi nhờ. Ừ. Nhớ đấy. Được, tốt. Mấy năm anh bắt làm chưa? Hả? Làm luôn. Xong để đỡ lỡ lần nhau nhé. Là em có Zalo đúng không? Em có biết em có hay in bài không? Ở nhà ấy. In. Có gì anh gửi file nhé. Bao giờ thi đây? Còn sau à? Không nữa. Về anh gửi cho một thêm một mấy cái đề ôn nhé. Nào, cô muốn đáp án là gì nào? Đúng rồi, à 15. Muốn thôi, làm rồi. Cát Bà, công viên quốc gia Cát Bà đúng không? Thì Dominated là được kiểu được gọi là được bao phủ đúng không? Bởi cái limestone tức là đá vôi đúng chưa? Đá vôi đúng không? Và có rất nhiều các cái thác nước đúng không? Các hang động và các cái chung các hang động thôi. Động và các cái hang. Đó là nhà của bộ 32 loại động vật có vú đúng không? Rừng ở đây thì rất là đặc biệt với tôi cho nghĩ tí. Khó.
Square à? Yêu có rồi. Viết gì feature? Viết cái gì feature đây? Cái gì future? Thì để này đi thì chết đấy. Nghi lắm. Uniqlo chuẩn. Unique đúng không? Tiếp này. Being the roof of Cát Bà Island, Ngũ Lâm Peak of Peter. Đúng cảnh đẹp kiểu là lưng trời lở đất đúng không? Đúng chưa? Đấy. Experience a trekking, tức là gì đây? Trekking là đi đâu em? Kiểu mình đi bộ ấy, hiểu không? Đi trekking là đi bộ đúng không? Đến đỉnh đúng không? Bạn sẽ có một cái cơ hội để nhìn thấy cái gì? Một hai ba bốn ecological, hiểu vấn đề không? Tức là có cái hiểu biết về sinh vật đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Cũng như là cái cảnh đẹp natural beauty đúng không? Cũng như làm sao đây? Man-made control of local đúng chưa? Nhân tạo đúng không? Có hàng trăm đúng không, những hàng trăm bãi biển to nhỏ đúng chưa, nhưng mà các bà biết là gì, du khách bởi pass pass thật đâu, vác có đủ thu đâu hả? Rich chẳng hỏi anh dùng từ rich ok không, giàu có đây mình hiểu là giàu có vì mọi thứ, hiểu anh nói không, cái đa dạng sinh vật này các kiểu ok không. Bài đọc anh chữa rồi đúng không? Đúng không? Còn bài 4 à? Bài 3 chữ chưa? Chưa làm. Bài 4 chữ chưa? 4 bắt được làm không? Rồi ok. Nào. There is quite đúng không? A variety này. Of housing style, tức là có rất nhiều các loại nhà ở vật liệu của cái vùng nông thôn Việt Nam đúng không? Nhà thì được làm sao? Nhà thì thường được xây dựng với các chất liệu để có thể mà cầm được đúng không, như là tre hoặc là bùn đúng không, và bây giờ thì nó sẽ là xi măng, cement đúng không? Hoặc là các liệu khác. Một vài quốc gia thì có các cái mái lợp đúng không, hoặc là các cái mái lợp bằng thiếc đúng không, nhưng một vài các cái thatch là cái traditional là nhà mái lá đúng không. Roofing thì make bằng những cái straw là rơm, và cái form mà lá gì đây, lá cọ ok không. Rất nhiều gia đình đúng không, thì bao gồm những cái rectangular brick building, tức là những cái gạch hình chữ nhật ok không, với những cái open ground for drying rice, tức là có cái phần mở để có thể mà sấy khô gạo đúng không, và cái lá chắn, và có cái phần mái che cho những cái động vật. Có rất nhiều ngôi làng đúng không, một vài ngôi nhà thì được xây sát gần nhau với những cái narrow winding street đấy, rất hay luôn thề, những con ngõ nhỏ kiểu xoắn vào nhau ấy, hiểu không, tức là kiểu nó nhỏ kiểu nó cứ hẹp 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 ấy, và bao quanh bởi những cái cánh đồng cho nông nghiệp. Trong quá khứ người dân làng ở xây những cái bamboo, rất là vùng bamboo rất là to đúng không, quanh làng để có thể mà đánh dấu những cái gọi là barrier, nó gọi là gì đây, nó gọi là đúng rồi, ranh giới chuẩn. Những cái điều này thì gần biến mất đúng không. Hầu hết ngôi làng bây giờ thì là rectangle, tức là gì đây, hình chữ nhật đúng không, với cửa thì ở trung tâm đúng không, ở một phía ok không. Và gì đây, đối mặt chính là cái family altar. Altar là cái gì, biết là gì không, điện thờ ok không, à, điện thờ gia đình đúng không. Đấy, bếp thì ở bên cạnh này đúng không. Lowland Village và có các cái nơi sacred space. Biết sacred là cái gì không em, linh thiêng đúng rồi, nên kiểu là miếu hoặc là đền đúng không, đúng chưa, để có thể mà thì đây honor, như kiểu mình có tôn kính đúng không, những cái vị thần hộ mệnh của ngôi làng ok không. Ở cái ngôi làng này thì hầu hết là những cái dân tộc thiểu số sinh sống đúng không, và nó bao gồm những cái ngôi nhà mái lá đúng không, đúng chưa. Rất nhiều các ngôi nhà thì có các cái vùng đúng không, có rất nhiều các cái nhóm tuổi giới tính này theo cái phong tục truyền thống của họ ok chưa. Câu một đáp án là C, xơi gạo khô giỏi thật, xây được cái lại luôn. Câu hai ok, 3 đúng rồi, 4 đúng không, em không nghĩ là B đâu, có một từ khác đấy, tức là bao gồm comprise ok không em.
Nếu nếu mà có từ hack thì anh có thể dùng từ ôn được mà. Đúng em. 5. 5 là C mountain, ok. Đúng rồi. Nào. Tiếp nhá. The Ancient Town này ở Hội An đúng không? Tức là các cái gì đấy, các cái phố Hội An cổ đúng không? Thì nằm trên con sông Thu Bồn đúng không? Cách 30 cây về phía nam Đà Nẵng. Nó là trước đây là một cái Major Trading Center, là cái trung tâm giao thương đúng không? Ở vùng Đông Nam Á giữa thế kỷ 16 với thế kỷ 17. Hội An thì famous for cụm từ rất hay hay gặp đúng không? Nổi tiếng với những cái ngôi đền cổ đúng không? Những ngôi chùa đúng không? Đúng chưa? Và những cái small tie roof, tức là các cái mái nhà mái lợp nhỏ với những con phố rất là chật hẹp. Tất cả các cái ngôi nhà đấy thì được làm bằng gỗ đúng không? Và cái cột của nó thì được khắc với cả các cái ornament design. Ornament design em hiểu là cái gì? Là cái gì nhỉ? Anh quên bán. Là cái gì nhỉ? Ornament cái gì? Ornament design. Thiết kế gì nhỉ? Anh nhớ là tiếng đó, anh nhớ là hình ảnh đấy, không nhớ là đọc tiếng Việt là cái gì ấy. Ornament design à. Mạng lag không tra luôn, thế mới tài. Ở đây ornament design tức là gì đấy, à trang trí, ok chưa, trang trí đúng rồi, trang trí gọi decorate. À, tất cả các hội khác đến Hội An đó thì đều comment đúng không, đến cái hội, đến cái chỗ này đúng không, cái này được xây 1885 đúng không, và rất nhiều có các cái đồ vật rất là precious, là quý giá đúng không, và thuộc về các cái cộng đồng người Trung Quốc ở Hội An. Một cái điểm thu hút khác đúng không, chính là Tân Kỳ, nhà Tân Kỳ đúng không, được xây dựng cách đây 2 thế kỷ trước đúng không, và là ngôi nhà của những cái thương nhân Việt Nam, merchant, ok không, thương nhân. Ngôi nhà ngày nay thì nhìn giống hệt những gì mà đầu thế kỷ 19. Những năm gần đây Hội An trở thành một nơi rất là điểm đến thu hút du lịch đúng không, ở Việt Nam. 1999 nó được công nhận UNESCO là cái di sản văn hóa đúng không? Là câu nào? Where? Thu Bồn River, ok, 30 cây về Đà Nẵng đúng không? Đây câu 1. Câu 2. Ok, chuẩn rồi. 2. 3. 885 đúng không? 855. 4. Yes. 20 năm trước đúng không? Thì có ở 20 năm trước thật này. Rồi. Thì cái này là equals đúng không? Được chưa? Tao có chuyển chưa hết rồi đúng không? Chết tao có chuyển chưa? Tao số 12 chưa hết chưa? Hết 80 câu ấy. Thế rồi. Nào. Nào bây giờ cái phần tiếp theo là phần này anh chữa chưa nhỉ? Cái phần 1 này 1 2 chưa chữa đúng không? Ta làm cho 2 phần này nhá. Nào câu 1. Thích gì? Đúng rồi, câu 2. I ever been been in chứ nhỉ? Đúng không? Tiếp câu số 3. Đúng rồi, cái lát chuẩn rồi, câu 4. Begin là sai rồi. Hôm nay vì tên cái tạo thành em ạ. Thì nó sẽ phải là Head Learn Tờ Violin for one for man, ok không? Ok không? Câu 5. Xin I last visit chuẩn. Câu 6. Chuẩn luôn. 7. How long, không phải what em ạ, cái này how long ra thì tạo thành nhá. Phải là how long have you started, à không phải started đâu. How long have you learned the English thôi, được chưa? Và nếu em muốn em phải làm hay hơn nó sẽ là how long have you been learning English, ok không? Nên là một khoảng thời gian, ok không? Câu 9 này em. Và câu 6. 9 8 nhỉ? Yêu gì? Yêu studio. Đúng rồi, very late đúng không? Yêu studio get up very late.
Chọn này, câu số 9. Không, xin này thành nào quen. Hiểu không? Ok không? Nên chia led thôi, ok không em? 10. Chuẩn rồi. Chuẩn. 11. Chuẩn 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 chuẩn. Cũng chỉ bàn cái. Để các bạn là complex đúng không? Này cũng dễ đúng không? Anh chắc cho ôn rồi đúng không nhỉ? Anh nhầm. Này chắc cho ôn chưa? Sự định từ giác thì cho ôn rồi đúng không? Ok. Đang thấy nào không? Câu 1 nào. Đúng rồi, mẹ gọi vừa thôi đi. Nó đang thấy không? Còn cơm không thì bỏ cả. Không. Nó không ăn đâu. 12 nào. Tu gì? Ok. Tu rap hoặc là chuyển cho con suy minh. Chuẩn, câu 2. 3. Hai này chắc hai này chung chủ ngữ đúng không? Nó sẽ thành là verb in đúng không? Rồi, tiếp là câu số 4. Chuẩn luôn. 6. Chuẩn luôn. 7. Chuẩn rồi, chuẩn. 18. Ok, swim in. Ok, in thôi, không phải ít, nhớ chưa? Nhớ nhá. Anh nhầm có ít lắm. 9 nào. It is such a bad cake that I couldn't eat it. 20. Đơn giản con này em thể là một lần em là solo bridge em giải đoạn it was such a low bridge chúng ta that the bird couldn't wonder. Ok không? Report thì anh nói rồi đúng không? Top bè thì anh nói rồi đúng không? Đúng chưa? Năm anh chữa chưa? Hả? Đưa ra. Ok, này bây giờ sẽ anh đọc cho em cái bảng từ phrasal verb nhá. Cái bảng trang số 32 anh chưa đọc đúng không? Ta để em để ý tất cả trong trong cái bảng này hết, thấy không? Thấy không? Nào. Đầu tiên nhá. Đầu tiên là câu số 1, a personal obscenity. Cái này em hiểu sẽ là personal obscenity, từ này em hiểu có nghĩa sẽ là kiểu như là kiểu người đi trước đúng không? Tức là kiểu người ta gọi là người người đi trước, tức là kiểu người ta có được tôn trọng một cái vị trí nào đó được chưa, người đi trước ok không, không phải là người, tức là người 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 ngỏm trước đâu nhá, ý là kiểu là người được tôn trọng ok không, pay respect tức là tôn trọng hoặc là công nhận ai đấy ok không, accept to là tiếp cận với ok không, take measure là kiểu tính toán ok không đúng không, run attribution từ này có nghĩa là kiểu nối tiếp truyền thống ok không, great value tức là có giá trị lớn đối với ai ok, worthing là đáng để làm gì ok không, aware of này có nghĩa là mình nhận biết nhận thức, willing to work thì sẵn sàng làm gì ok không, impress with từ này nghĩa là mình hài lòng được chưa, là ấn tượng, mình ấn tượng đúng hơn, ấn tượng với cái gì đấy đúng không, in ruin là đang kiểu bị tàn phá ok, kiểu hủy hoại nặng nề ok không, và under construction là đang gì, đang xây gì à, xây dựng đúng không. Nào tiếp đến phrasal verb. Đầu tiên là act out. Act out là gì hả em? Diễn. Participate in. Bằng.
bằng bằng rồi rồi thôi nha, nhớ nha. Tiếp dial hả? Từ chủ thấy chưa, nghĩa là long with từ này có nghĩa là hòa thuận với đúng không, pull out từ này có nghĩa là rút lui đúng không, là rời khỏi nhớ không? Vừa làm xong take over tiếp quản được chưa. Work out từ này có nghĩa là giải quyết đúng không, tìm ra lời giải ok không. Talk back này mình hiểu nghĩa là đáp lại đúng không, nhưng kiểu em talk back đây nó không kiểu anh hỏi em trả lời, anh là một kiểu kiểu cãi lại hiểu không, kiểu nói chém 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 đúng chưa. Get around nghĩa là mình chuyến di chuyển đúng không, đi 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 lại đúng không, và look for là tìm kiếm. Ok nào, đây what form nhớ không, nào history lịch sử đúng không em, historic và historical là tính từ, nhưng historic là quan trọng đúng không, còn historical tức là có liên quan lịch sử thôi ok không. Tiếp nào, thì tiếp cho anh tôi theo là câu số historian là người lịch sử đúng không, sa sử học đúng không, imagine là động từ đúng không, nation danh từ đúng không, navy là native, native sáng tạo, navy là tưởng tượng ok không, được chưa. Private là động từ đúng không, còn privacy là sự là gì đây, nó gọi là riêng tư ok không. Nhưng private này có một cái tính từ, à private là tính từ em ạ, còn privacy là danh từ nhá. Private là tính từ nghĩa là em hiểu cái xe private không, tức là các cái xe riêng đúng không, trường private school là trường tư đúng không, được chưa. Tradition là danh từ, nổ tính từ, loli là trạng từ được chưa. Cooperate là động từ, relation danh từ, tiết tính từ đúng không. Defend, defend là động từ, defensive là tính từ. Defend là nghĩa là gì nhỉ em, cái này có nghĩa là nếu mà dịch đơn giản nó sẽ là defend là kiểu như kiểu là mình bảo vệ, nhưng mà trong này ở đó là bảo vệ, defensive cũng là bảo vệ nhá. Biết lá chắn không? Defend, defend us, được chưa? Thì bài tập về nhà của phần này thôi về đâu nhá, nhưng mà ý do trước này nó có còn bài nốt là bài hay làm luôn nhỉ? Làm luôn nhá cho nó xong nhá. Ok không? Trang 4 là xong rồi. Trang 5 còn bài 11 làm luôn, trang bài 11. Có bảng series reserve đấy, có 12 bảng, 22 từ thôi, em lắc hợp lý. Ok không? Nào. Câu đầu tiên của em sẽ là gì nào? Đúng rồi, rút khỏi đúng không? Câu 2.
along đúng không? Và die out đúng không? Nhưng nó phải là không phải dying. Ok không? Đang chết dần đúng không? Kiểu vấn đề không? Dying out. IE thành y dài thêm in nhá. 4. Thật ra mỗi ao á. Những đứa trẻ này đang diễn lại tai nạn cho cảnh sát chứ em. Có đúng không? Chuẩn đúng đây. Nó phải là act out đúng không? Và câu số, cái câu dưới là walk out này thấy không? Tức là người ta vẫn đang, thám tử vẫn đang kiểu điều tra cái vụ án này đúng chưa? Về cái kẻ này đúng không? Cái tù nhân mà trốn thoát đúng không? Nó sẽ là walking out quê không? Ok không em? Thế là câu số 6. Ok. Get along with đúng không? Nếu thế thì câu số 2 là phải là get around. Chuẩn không? Đi quanh khu ngoại ô, khi quanh khu dân cư đúng không? Chuẩn không? Đúng không đây? Thì câu số 7. Không bác, nó đây là cãi lại đúng không? Đúng chưa? Tiếp. Taken over. Nào tiếp, câu số 9. Đúng rồi, participate in. Ok không? Trong này không nợ nần nhau nhá. Nào, sau không nợ này, bài đọc xong hết rồi đúng không? Nhanh đấy. Grammar xong này. Grammar còn mấy bài? Một bài đúng không? Nào làm nốt bài đi. Cho anh, cho anh đỡ ngứa mắt. Làm cho cái bài số 2 tìm lỗi sai và sửa. Cho anh cho về được chưa? Anh mượn anh ra bài tập kia đã. Anh mượn ra bài tập. Lấy cho anh hay, đưa anh hay từ 5-6 kia đi. Từ 5-6 anh mới phát đi. Anh phanh nhá, về nhà làm nhá. Anh tưởng hôm nay thì mai thi luôn nên anh phải dậy. Vội hơi nhiều. Ít là làm nha em nhá. Làm gần xong đấy, làm công nhận làm nhanh đấy, tốt đấy, thật sự luôn, làm này là tự nhanh luôn. Nói thật cho anh chắc là thôi không bài tập không có gì ngoài việc là làm hết trừ phần phát âm nhá, còn vài bài thôi mà nếu mà làm ok quá làm còn phát âm cho anh được. Mua sai đâu. Thật á? Sự tình gì? Không phải. Taxi thôi em. Header. Thấy xe Google không em?
Thấy Jaguar không? Chuẩn không? Anh biết câu số 2 nào? Đi thành dây chuẩn 3. Hả? Dốc thành dry, ok. 4. Pin đúng không? Thêm pin. 6 à 5. Biết là dùng là gì hợp lý hơn không? Thời gian đúng ra nếu hay nhất thì nó phải là heavily đúng không? Hiểu không? Tuy nhiên này mưa rất là mưa rất khó thì nào hiểu nó hơi bị rốt đúng không em? 6. Phải không? Đúng đấy nhá. Heaven dây chứ. Đúng heaven dây không? Anh nhầm. Đúng không? Là câu 7 nào. Quen này. Không phải what's going. Hết đường con. Đúng không đây? Đúng hết đường con không đây? Có khứ có hướng thành mà. 8 nào. Cút. 9. Thật không? Hai cách sửa, một là add hay là thêm. S. Đúng không? 10. Được. Tiếp. Bỏ đi là xong em. Ok không? Nào 12. Good đúng không? Đúng không? Ok. Ok, 13. 4. Đúng rồi, vào khuôn 5. Ok. Thôi, tao dừng thôi. Nha. Yeah.